14 tuổi, em bắt đầu sử dụng ma túy từ 2 năm trước. Lần đầu do bạn bè bảo thử một lần, sau đó em sử dụng ngay trong trường học. Nhóm bạn của em có 10 người thường xuyên mua ma túy về cùng sử dụng. Khi bị gia đình phát hiện và ngăn không cho sử dụng ma túy bằng việc nhốt em lại, em trốn và từng bỏ nhà đi lang thang. Em chơi ở căng tin, chơi xong nôn mửa ra đấy. Dần dần nghiện cũng nào không biết. Mấy đứa góp tiền vào chơi xong lên nhà chơi hoặc là ra quán hát chơi. Mình nhắm mắt vào thì có thể nhìn thấy người hoặc là ma. Hai chị em ruột cùng sử dụng ma túy. Chị 15 tuổi, em 13 tuổi mới học lớp 7. Bắt đầu từ buổi tiệc sinh nhật với bạn, có ma túy dưới dạng kẹo. Hai em bắt đầu sử dụng, không chỉ dùng một loại mà sau đó là nhiều loại, mức độ càng ngày càng tăng và liều lượng nhiều hơn. Không biết nó là ma túy, chị nghĩ nó là cũng giống như cả viên kẹo của trẻ con thôi. Vậy em ngồi thấy mọi người chơi xong cũng thích thú thì bọn em cũng thử. Vẫn còn cái ảo giác ảo tưởng chị ạ, thế là cũng gọi cắt tay cắt chân chị. Nhưng lúc chị nói thế là nhìn thích cái chị ạ. Trong trại này có 250 người nghiện thôi, nhưng mà ở ngoài kia em nghĩ phải hơn nghìn, bởi vốn bạn bè em quen đã nhiều lắm rồi. Đi xe đi đua ngoài đường là đi đánh nhau, chửi mẹ, chửi cha, lấy đồ nhà đi cắm. Có nhiều trường hợp lắm. Bản thân em cũng từng có lúc như vậy rồi. Từ năm ngoái, Trung tâm Cai nghiện ma túy số 2 của Hà Nội lần đầu tiên tiếp nhận các em dưới 18 tuổi cai nghiện bắt buộc. Em ít tuổi nhất 12 tuổi. Có những em điều trị xong lại tái nghiện. Lo sợ nhất ở cái lứa tuổi này là họ sử dụng cái ma túy này là họ tàn phá hết sức khỏe, trí tuệ. Rồi nó họ bỏ hết tất cả gia đình, học hành. Cái này thì bản thân chúng tôi ở đây cũng như tất cả các gia đình ở ngoài cộng đồng cũng rất là lo lắng. Một trong những sản phẩm của hoạt động lao động trị liệu của các em ở đây, hơn một tiếng mỗi ngày, các em được có thời gian để cảm nhận giá trị của sức lao động, cuộc sống ý nghĩa khi được lao động và đặc biệt là có một môi trường không có ma túy. Thế nhưng trở về với cộng đồng, làm như thế nào để các em không tiếp tục sử dụng ma túy là thách thức rất lớn, đòi hỏi vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình và cả cộng đồng.